ai ẩm cô bé tới đây? Bà ở ngoài hả? Nhà cô bé ở đâu? Ở ngoài Vũng Liêm hả? Quê tôi hả? Trời ơi, quê tôi dễ thương ghê không? Các bạn quay cho tôi, nhớ cho tôi một cái clip TikTok nhỏ nha. 22 tuổi hả? Thấy không? Dạ, biết anh Long không? Ở coi anh Long hát không? Vậy hả? Trời ơi, sao vậy? Em nói ai ướp cho mọi người đi. Rồi. Em có coi anh Long hát cải lương không? Có hả? Thương quá vậy, hôm nay biết anh Long về vô hả? Trời ơi, em hát được không? Hát câu nào đại cho bà con nghe đi. Con biết hát hả? Hả? Bác sĩ là con gì không? Thôi à, em phải chúc em sức khỏe nha. Em bé tiếng hôn của anh Long nha. Ủa? 22 tuổi nhưng mà người ta còn bé. Vậy hả? Nói nghe nè. Biết yêu chưa? Yêu ai? Người ta lớn rồi đó. Người ta là một thiếu nữ rồi đó. Nói vậy nó bà không có nên nghe không? Đúng không? Rồi. Nè. Cái này là rõ ràng mơ mốt là Long sẽ đóng cái cùng nàng út ống tre. Đúng không? Nhưng cái này là lúc mình đóng cái nàng út mà trong ống tre thì coi như là tuyệt vời ha. Thấy không? Khi mà xuất hiện mà khi mà nàng út mà lớn lên rồi á thì gương mặt này á phải để là thoại mỹ. Đúng không? Tại em có một cái cặp mắt giống thoại mỹ quý vị. Gương mặt cười cũng giống thoại mỹ quý vị. Nói cảm ơn khán giả. Rồi xong. Nàng út ống tre ơi. Cho bà ngoại. Mới mốt bà ngoại nhớ là khi Long về là ổng nàng út ống tre vô chơi nha. Thương nàng út ống tre nhiều nha. Không quá vậy không biết nữa à. Đứng dậy thôi chứ, sao ngồi được. Ôi trời. Vỗ tay, vỗ tay. Happy birthday, happy birthday. Ở ngoài anh chưa được á. Mình chắc vô, mình chắc vô. Mình chắc vô lại rồi. Happy birthday kia tôi đi nha. Đó bà con quá đông quá vui luôn. Đâu, hát hát bài birthday đây đây. Chúc mừng sinh nhật Kim Tử Ly nha. Vui không? Vui không? Hả? À, không biết hát hồi này hát vậy là dữ lắm rồi đó. Hồi đó giờ có ai làm vậy không? Không có làm hả? Vui không? À. Vui không? Hay quá vui kìa, hoạt động quá đẹp kìa. Bà nội bà ớ lộn bà ngoại. Chúc Kim Tiểu Ly vậy à, ba ăn trong lớn hả? Ừ thì cho nó khỏe mạnh. Cho nó khỏe mạnh nha. Cho ừ. Mày biết vậy mới hay. Ừ. Khỏe mạnh lắm. Đây đây nè, chuẩn bị ly cho Kim Tiểu Ly và bà ngoại cắt bánh kem nha. Muốn cắt ở đâu cũng được ngoại. Rồi rồi, vậy rồi, quá tuyệt vời luôn. Rồi ăn ăn miếng bánh kem đầu tiên Ly ơi, để hồi hết đó nha, liếm cái. Liếm cái nữa rồi. Ôi trời ơi, ngon không? Nhòn. Vui hả, hôm nay vui hả? Bánh kem sinh nhật con đâu, con không có ăn. Chưa kịp cầu nguyện là đã lấy ăn hết trơn của người ta rồi. Rồi đó có ông nội đâu, đủ rồi hả, bây giờ xẻ bánh kem ra cho.
Đây là những hình ảnh cuối cùng của bé Kim Tiểu Ly, cô gái tí hon 22 tuổi, con nuôi của nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã không còn trên trần gian nữa rồi, chia buồn cùng nghệ sĩ Kim Tiểu Long và gia đình. Sau đây là những hình ảnh mà Tâm ghi được trong khoảng thời gian cuối đời của bé Kim Tiểu Ly. Cả nhà theo dõi cùng em nha. Lâu rồi, không quên. Cảm đi chứ trời ơi. Mới có một tháng, nói lâu lắm rồi. Bà Linh mà còn quên uống hộp chi ai. Chết rồi, kỳ quá, chậm quá à. Sao đi hát được, phải học bài cho nhanh đúng không? Con lên sân khấu con hát đi. Đặt cái tên mà bữa giờ không thuộc nữa. Kim Tiểu gì? Nó dài quá. Nó dài quá. Tuôn gì mà phải học tuôn, mấy mốt còn phải dài hơn nữa. Kim Tiểu Thoại Mỹ Ly. Nói đây. Đâu có Kim Tiểu Thoại Ly. Kim Tiểu Thoại Ly. À, hôm bữa chị nói vậy mà. Rồi, rồi nói coi Kim Tiểu Thoại Ly coi. Trời đâu chịu. Đâu chịu Thoại Ly. Dài quá. Buồn quá, tôi buồn lắm luôn. Giận hết sức giận nè. Con có muốn ở lại ăn miếng không? Con ăn chay ăn mặn. Con ăn chay thay ba ha. Thương không tất cả mọi người. Vậy thì ở lại ăn rau. Ăn bánh hỏi không? Cho nước tương. Được không? Vậy cũng nhờ. À, đúng rồi, ăn miếng lọc đổ. Ông đi qua định ngồi, rồi, ông đi qua định ngồi, ăn miếng lọc đổ. Đây không? À, về linh bịch trái cây của chị Quyền. Xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Sớm cũng được mà trễ cũng được, mà có đó là được. Cảm ơn chị, nhưng mà sớm cũng được mà muộn cũng được, mà cái nào có là được rồi. À, tại hai chị em mình mà. Mừng quá, để tại chị tính là chiều ngày mai thì chị thi, thôi khi trước khi chị chạy tới cho bác đẹp. Mai con hát đi. Con không biết hát. Con mới uống tóc hả? Rồi có uống không lâu rồi đó. Không hát được. Ra diễn hôm trước mà quên bà buồn. Dạ. Rồi mai gặp mẹ. Em nuôi con biết cái giấc em ra. Thì bà nói vậy. Lông mũi nói gì vậy? Ông mất cái đầu anh Long. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.